Mới đây tại Quảng Ninh, Bộ Công Thương đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA, các cam kết quan trọng và những điều cần lưu ý. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh EVFTA là Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới với những cam kết ở mức độ rất cao trong tất cả các lĩnh vực, kể cả truyền thống, phi truyền thống của các bên tham gia. Vì vậy, công tác chuẩn bị cho tiến trình sắp tới khi Hiệp định được phê chuẩn là công việc quan trọng, đòi hỏi tất cả các bên liên quan, không chỉ chính phủ, các bộ, ngành mà còn các địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp, người dân cũng phải được cung cấp thông tin, tìm hiểu, tiếp cận đến tất cả các nội dung quan trọng của Hiệp định. Tại hội nghị, các thông tin và kiến thức hữu ích đã được cung cấp tới các cơ quan quản lý địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, từ đó giúp các cơ quan quản lý tiếp thu các ý kiến của cơ quan quản lý địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, chuẩn bị quá trình phê chuẩn và thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA trong thời gian sắp tới.